Còn nè, đi lựa bài muốn chết luôn. Nắp
đúng rồi, mắt không thấy anh. Với lại em cũng không có để ý mấy nhiều Facebook. Bây giờ ai cũng post hình, post video, post live stream quá trời luôn. Mà hát riết cũng không biết hát gì nữa. Tiễn biệt ha. Hôm qua tự nhiên nó ra cái bài tiễn biệt. Cái tivi của em không, em bấm vào hồn trô cho lâu lắm, bởi vì nó nhảy bài gì hát bài đó. Tiễn đưa, tiễn biệt nhỉ. Hôm qua hôm kia tự nhiên nó ra bài tiễn biệt.